Rồi mình tiếp tục được chưa? Tiếp tục ha. Mình đến cái trường phái tiếp theo, đó là cái trường phái tâm lý học nhân văn. Ở đây là trường phái mà tâm lý học của Mỹ, thì nổi tiếng với lại cái tác giả Abraham Maslow. Ông nổi tiếng với cái tháp nhu cầu. Sau này đến cái phần nhân cách thì mình có đề cập đến cái này. Thứ hai đó là ông Carl Roger. Đó là ông có cái trường phái, ông hình thành nên cái trường phái người ta gọi là thân chủ trọng tâm. Tức là khi mà làm việc với là một khách hàng thì ông không phải lấy cái nhà tâm lý là cái người trọng tâm, mà là cái người khách hàng đó đó. Cái người khách hàng đó mới là trọng tâm, và để cho họ, ông cho rằng là họ có cái khả năng, họ nhìn nhận vấn đề của họ và họ thấy được ra cái hạn chế của họ và cái cách để mà họ thoát khỏi cái tình trạng bế tắc đó. Chỉ cần nói chuyện với họ, chấp nhận họ, tôn trọng họ, lắng nghe và tôn trọng vô điều kiện, chấp nhận vô điều kiện, thì dần dần họ sẽ sáng ra và họ sẽ là người mà quyết định được cái vấn đề của họ. Nó khác với lại cái trường phái, một số trường phái là họ cho rằng là gì? Là cái người mà đóng vai trò trợ giúp mới là cái người mà trọng tâm, chứ không phải là thân chủ. Đó. Tiếp theo là tâm lý học thần kinh. Đây là một trong những cái trường phái mà người ta nhấn mạnh đến cái mối liên hệ giữa cái hoạt động của hệ thần kinh đối với các cái hiện tượng tâm lý. Ta lấy ví dụ như là khi mà một người họ bị trầm cảm thì người ta thấy rằng, người ta thấy rằng là có cái sự chênh lệch giữa một số cái chất dẫn truyền, ví dụ như là serotonin chẳng hạn, thì dẫn đến cái việc đó là người ta chọn cái phương pháp đó là sản xuất ra một cái thuốc rồi mà để nó tái hấp thu cái serotonin có chọn lọc, thì dẫn đến nó cải thiện được cái bệnh trầm cảm của con người chẳng hạn. Vậy thì cái tương tác giữa cái hệ thần kinh của mình á, nó sẽ ảnh hưởng đến cái thực thể, nó đúng hơn là cái hoạt động của cái tâm trí, và hệ thần kinh là cái mà nó điều khiển, thì nó sẽ có cái sự xáo trộn, thì dẫn đến cái đời sống của thân và tâm nó cũng có cái sự thay đổi. Ta lấy ví dụ như thế này nè, không có cần đâu xa hết trơn, trong nhà mình thôi chứ không cần đâu xa hết, cẩn thận một tí thôi, một là bệnh, hai là khỏe, vậy thôi. Ta lấy ví dụ nè, quý vị thực hành một cái phương pháp nào đó cũng vậy, hoặc là một cái pháp môn nào đó cũng vậy, nhưng nếu mà ở trong cái trạng thái thả lỏng, thư giãn, thì nó sẽ tác động vào cái hệ đó, người ta gọi là cái hệ đối giao cảm, nó sẽ làm cho cái nhịp tim, huyết áp, mọi thứ, cái kháng thể nó tạo ra, thì coi như là nó đi đến một cái đó là tăng kháng thể và kháng bệnh. Còn nếu mà với cái tâm ức chế, đè nén mà tác động, thì nó sẽ kích hoạt vào cái hệ giao cảm, mà hệ giao cảm là hệ làm tăng cái tính kích hoạt của cái tính chiến đấu lên, có nghĩa là cái phản ứng sống còn, phản ứng mà gọi là sống chạy á. Khi con người ta mà mình gặp cái nguy hiểm thì bắt đầu sao? Nhịp tim, huyết áp nó sẽ tăng lên, máu nó bơm nhanh hơn lên ha, nó tiết ra các cái hóa chất, cái hoạt hóa chất để làm chi? Một là chống lại cái nguy hiểm đó, hai là co giò bỏ chạy cho nhanh, cho thoát, giữ được cái bảo toàn tính mạng mà. Thì sao? Các cái hoạt hóa chất thần kinh nó tiết ra liên tục như vậy để mà nó phản ứng với cái phản ứng chống chạy, thì nó cách quá mức thì dẫn đến là bệnh thực thể và bệnh tâm trí sẽ hình thành. Nên chỉ trong cái đường tu thôi, nhưng mà nếu mà cẩn thận, chứ nếu mà không cẩn thận là lọt qua cái kích hoạt cái hệ giao cảm là xong ạ. Mà càng tu càng bệnh. Còn nếu mà tu mà kích hoạt vào cái hệ đối giao cảm thì nó sẽ đi theo một con đường khác. Đó. Vậy thì cái hệ thần kinh của mình á, mình cũng phải nắm được cái hệ thần kinh của mình, cái cơ chế tác động của cái hệ giao cảm và hệ đối giao cảm như thế nào, và tác động cái hệ nào thì nó dẫn đến cái sự khác biệt. Ta lấy ví dụ một người hành thiền cũng vậy thôi. Một người hành thiền, nhiều người gặp thầy Duy nói sao thiền riết nó bệnh, càng bệnh cho nó không có khỏe tới nào trơn, tại vì cứ đè miết mới xuống rồi thôi, chứ làm sao mà dùng bản ngã mà đè riết là bệnh thôi, chắc chắn bệnh, không thể nào trạng nào luôn, mà riết là bị loạn thần luôn. Cái này là nói trước, bữa hôm trước có một vị học trò ở khóa trước mời thầy Duy lên xem xét một cái trường hợp,
Có thể cái chú này là chú bị cái gì? Đó là chú chú cứ lấy cái hệ quả khi mà đêm như thầy Duy coi đó. Chú này chú tập sự, chú tập sự. Thì chú tập sự thời gian tập tu công quả tập tu. Thì thời gian là cứ lấy mấy cái cây nhang biết không? Đêm châm vô mắt á. Cứ châm vô mắt. Cứ nghe tiếng nói là lấy là hủy cái đôi mắt đi, hủy cái đôi mắt đi. Hả? Mà bây giờ không có dừng được. Thì mới nói là bây giờ đem đi bệnh viện, mà trước khi đem bệnh viện thì hỏi thầy thì xem thử là thầy nhìn nhận cái vấn đề sao. Thì tôi lên thầy coi thì hóa ra nó không có phải vậy gì hết trơn. Nó không phải vậy. Cái chú này nó còn trẻ, rất là trẻ. Chính vì vậy mà khi mà đi tu á thì khi mà vô tập tu á, bắt đầu giới luật nó có thì bắt đầu cái tâm nó bị ức chế, nó bị đè nén. Ngày xưa mình bình thường mình chưa đi tu thì người ta sân si, mình sân si được chứ đúng không? Được chứ. Người ta sân si, mình cứ sân si có sao đâu. Còn bây giờ đi tu rồi mà sân si được không? Khó lắm đó chứ, bị cái ràng buộc rồi mà. Bị cái giới luật đúng không? À, nhưng mà nếu mà cũng cái giới này nó cũng nằm ở hai bệnh viện. Một đó là cái thực tại chân đế nó khác. Còn nếu mà giới này là ở tục đế thì nó sẽ khác. Tục đế này nó sẽ là không được, 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 khác ở nhau. Còn cái này chỉ cần trọn vẹn thôi, tinh tấn chánh niệm tỉnh giác ba chi này có đủ, giới trọn vẹn luôn, không cần phải giữ một cái giới nào hết. Nên là mấy cái vị này vô thì cái bắt đầu không có như trước nữa, bị ức chế. Bị ức chế thì bắt đầu dồn, đè xuống. Thì cái cậu này thì còn chú này còn rất là trẻ, nên là vô trong này thì bị ảnh hưởng của cái tính dục nó chi phối. Nên là cái Phật tử mà cứ nó vô là cứ như bắt đầu là những cái hình ảnh nó cứ nó những cái đoạn phim nó cứ nó tua đi tua lại đối với Phật tử nữ. Bắt đầu cảm thấy tội lỗi là tiếp tục đè vô nữa, và bắt đầu thực hành thiền định và thiền quán. Mà thiền định thiền quán bắt đầu ngồi xuống là bắt đầu tính dục trỗi lên, ngồi xuống là tính dục trỗi lên không thể kiểm soát được luôn, thì bắt đầu là đau khổ và bắt đầu cảm thấy tội lỗi và cứ liên tục nó quằn trong cái đống đó. Và cuối cùng là gì? Khi mà nó căng thẳng quá mức bắt đầu nghe tiếng nói âm thanh, là lúc nào cũng nghe cái mệnh lệnh là phải hủy đôi mắt. Tại sao phải hủy đôi mắt? Tại vì đôi mắt chính là cái mà thấy, và chính cái thấy đó bắt đầu nó mới kích hoạt và xem đó là nguyên nhân. Và nó căng đến mức sau đó là nó có cái ảo thanh, cái ảo giác luôn. Thế nên là cái tâm mà bị ức chế thì coi chừng bệnh phát sinh và đang tác động vào cái hệ giao cảm chứ không phải hệ đối giao cảm. Cái này nguy hiểm nè. Nên là cũng phải khi mà phải phân tích cái bản chất của cái từng cái cách tu tập á, thì thầy nói không được, cái này là tầm 7 rồi, không được. Thầy đề nghị là phải điều chỉnh. Cái định nó không hợp chỗ nào thì thầy nói rất là rõ ràng, và cái thiền quán nó không hợp chỗ nào thì nói rất là rõ ràng. Thì coi như điều chỉnh lại là nó sẽ hết, tự động xả ra. Bây giờ không có định, không có tệ gì hết, xả hết, buông hết, để tự nhiên đi, thời gian. Không có còn phải thực hành cái pháp gì hết. Thời gian xả ra cái là nó giãn ra, là bắt đầu nó hết. Đó. Nên là chúng ta thấy là gì? Cái sự tác động qua lại giữa thân và tâm và cái hệ thần kinh là cái mà các hiện tượng tâm lý nó gá vào cái não bộ để mà nó hoạt động ở đó. Và nó sẽ gây mất cân bằng về sinh hóa ở bên trong. Và các cái tuyến nội tiết ở đầu nó bị rối loạn và bệnh bắt đầu nó phát sinh cả thực thể và tâm lý. Nên tu cũng phải khoa học, chứ nếu mà tu không khoa học là bệnh. Ở này nó rất là rõ ràng luôn ha. Ở này bị nhiều lắm rồi. Mà coi như là nhiều người là coi như là đến gặp thầy Duy là cũng nặng lắm rồi. Nên tính ra thầy Duy từ các cái khóa 6 tới giờ là nhiều cứ cứu nhiều người lắm rồi. Là cả tổng đài của cái trường mình là nhiều khi gọi cho thầy Duy nhiều lắm. Đó. Chuyện gì cũng gọi trơn, đau khổ cũng gọi, đủ chuyện này chuyện kia. Đó. Nên là tại vì giờ mới nói ai bây giờ? Nó không được. Nó sư huynh đệ cũng không được, nó sư phụ cũng không được. Nó không thầy tâm lý thì nó mới bí mật, chứ còn nói với mấy người kia cũng vì nó không thể nào nó không an toàn được. Tại vì cái nghề của thầy Duy là nghề giữ hàng trăm cái hàng nghìn cái bí mật của người ta mà.
nó là đem giao hết đây thì cuối cùng duy giữ không. Cuối cùng nhiều khi cuộc đời người ta 60-70 năm đau khổ, người ta lên người ta nói với mình rồi coi như là một ngày thầy làm chừng 7 ga vậy, ta coi như về là như thôi tắt điện thoại luôn rồi chứ. Về nhà là thầy, về bữa thầy nói với cô là nó thôi cho thầy cho anh yên rồi chứ giờ anh muốn yên tĩnh chứ không có muốn gì nữa hết. Ngày xưa thầy nói nếu mà thầy ra trường mà ông lập gia đình sớm thì bây giờ thầy cũng muốn lập gia đình luôn. Bây giờ hiểu hết, thấy hết rồi, coi như là ném hết rồi, coi như là trải nghiệm hết rồi, đi hết luôn, thấy rõ ràng cực kỳ luôn. Đâu có ham hố gì nữa đâu, giờ đi làm về là muốn yên tĩnh. Yên tĩnh thôi, muốn làm gì hết. Nên là nếu mà hồi đó mà không lập gia đình thì coi như là khỏi lập gia đình. Tiếp tục ha. Đây chúng ta thấy nè, cái hệ thần kinh của mình nó gồm có hai hệ, hệ giao cảm và hệ đối giao cảm. Mà nếu mà khi mà nó căng thẳng á thì nó sẽ kích hoạt vào cái hệ giao cảm, và cái hệ này á nó sẽ tiết ra cái norepinephrine, phải không? Đó, và nó tác dụng đó là làm cho tim đập nhanh lên, phải không? Run tay, mồ hôi đổ ra, tâm tán loạn ra, và làm cho mình không có sợ chết trước cái nguy hiểm đó. Và trong cái đời sống khi mình căng thẳng chẳng hạn thì nó liên tiếp nó kích hoạt vào cái hệ giao cảm này, và dẫn đến là gì? Tiếc xô tội vạ luôn, và cuối cùng là bệnh thôi chứ gì đó. Tu tập cũng vậy, tu tập cũng vậy. Nếu mà tâm bị ức chế thì coi như coi chừng dính vô đây, mà dính vô đây thì coi như là bất ổn, cẩn thận ở chỗ này. Còn nếu như mà mình thả lỏng, thư giãn toàn thân khi mình tiếp cận một cái đối tượng nào đó trong nhà mình, thì coi như là mình sẽ kích hoạt cái hệ đối giao cảm. Tác dụng của nó là nghỉ ngơi, tiêu hóa, ngủ, duy trì nhịp tim, nhịp thở chậm, không chậm lại bình thường, không con người thu hẹp, mắt tự động khép, chảy nước mắt, nước bọt chảy nhiều và loãng, tăng chức năng tiêu hóa của bao tử, trữ đường trong gan, vân vân. Thì kích hoạt vào cái này thì là kháng thể tăng thôi, gì đó, không kháng thể nó tăng thôi. Nên là ở cái thiền nó cũng có cái phản hồi về mặt sinh học, nên là phải tìm hiểu cái cơ chế phản hồi sinh học của nó khi mà tác động trên thân và tâm thì lúc đó nó mới ổn. Còn nếu không thì phải cẩn thận ha. Tâm lý học hoạt động là một trong những cái trường phái tâm lý học mà người ta đi ngược lại với hay còn gọi là tâm lý học Marxist á, tâm lý học của chủ nghĩa Marx Lenin á, mà mình chuẩn bị sắp tới đây mình học triết học Marx Lenin á, được xây dựng trên nền tảng đó. Thì cái trường phái này họ cho rằng là ngược lại phân tâm. Đó là gì? Ý thức là cái quyết định đối với cái đời sống tâm lý của con người. Con người sống, con người khác biệt với người khác, khác với loài động vật, đó là ý thức. Thấy không? Ý thức. Chứ không phải là vô thức. Vô phân tâm người ta cho rằng là vô thức mới là cái chi phối, còn ý thức là không phải là cái chi phối. Còn cái này thì cho rằng là ý thức chính là cái chi phối đời sống tâm lý, là hai bên cãi nhau, đúng không? Đó. Tiếp tục. Vậy thì tâm lý học, đối tượng nghiên cứu của tâm lý học là gì? Thứ nhất là các cái hiện tượng tâm lý và sự vận hành của các cái hiện tượng tâm lý này. Có nghĩa là tâm lý học và nghiên cứu xem thì có các cái hiện tượng tâm lý gì, và các cái hiện tượng này nó hoạt động như thế nào, cái cơ chế nào dẫn đến nó hoạt động và nó tiếp tục duy trì và nó ảnh hưởng, và cái dự báo của trong tương lai như thế nào, thì cái đó là cái đối tượng của tâm lý học. Bây giờ mình sang cái phần này quan trọng ha, phần này quan trọng nè, nói luôn phần này là cái phần mà hay ra thi, và thằng này quan trọng. Các cái đề thi giữa kỳ rồi cũng hay ra cái này, nhiều khi 3-4 năm thầy cứ cho đề đó, muốn làm kiểu gì đó làm á, không? Bản chất các hiện tượng tâm lý nó giải thích được cái vấn đề, nó giải quyết cái vấn đề là các hiện tượng tâm lý từ đâu mà có. Các hiện tượng tâm lý từ đâu mà có. Hồi nãy mình học cái khái niệm về tâm lý. Tâm lý là tất cả những hiện tượng tinh thần nảy sinh và diễn biến ở trong não, không gắn liền và điều hành tất cả các cái hoạt động và hành vi của con người. Vậy thì có phải tâm lý do ở não nó tiết ra không? Tâm lý phải do não tiết ra không? Hay là nó do cái gì tiết ra? Hay nó ở đâu mà ra? Đó. Thì cái trường phái tâm lý học mình đang học hiện giờ đây nè, cái nội dung mình đang học đây là cái học theo cái trường phái tâm lý học hoạt động. Thì thứ nhất họ cho rằng tâm lý người là sự phản ánh hiện thực khách quan. Có nghĩa tâm lý không phải tự nhiên mà nó có, không phải não tiết ra tâm lý, mà não chỉ là cái nơi mà các hiện tượng tâm lý nó gá vào đó nó hoạt động mà thôi.
mình ghé vào nó hoạt động mà thôi. Đó. Thứ nhất, phản ánh là cái gì? Là sự tác động qua lại giữa hai hệ thống và để lại dấu vết ở cả hai. Có nghĩa là gì? Mình lấy cái viên phấn, mình viết trên bảng, thì cái viên phấn để lại dấu vết trên bảng, và cái viên phấn thì mòn đi. Vậy thì đó là sự tác động qua lại giữa cả hai cái sự vật hiện tượng và để lại dấu vết ở cả hai. Cái đó được gọi là phản ánh. Để hiểu được cái này chưa? Nó thông được không? Bây giờ một đứa nó đi xe nó bị té, nó cạy cái mặt đường á, thì bây giờ cái mặt đường nó có bị cày không? Có cái dấu vết không? Có. Rồi cái xe nó có dấu vết không? Rồi người đó đi xe có dấu vết không? À đó là phản ánh đó, là sự tác động qua lại giữa hệ thống, giữa các cái hệ thống với nhau và để lại dấu vết. Thì tâm lý cũng vậy, là sự phản ánh hiện thực khách quan là các giác quan của mình khi tiếp xúc với lại các đối tượng bên ngoài, sao chụp lại cái hình ảnh đó và lưu ở trong não. Cái đó về mặt sinh học, căn cứ trên các cái biểu tượng, các cái hình ảnh thu được, các hình ảnh tâm lý đó và các hiện tượng tâm lý bắt đầu nảy sinh. Hiểu được các hiện tượng tâm lý từ đâu mà có chưa? Thì cái này nó giống như lại trong nhà mình, trong duy thức học đó là gì? Căn trần sinh ra thức, đúng không? Có đúng vậy không? À đó, thì nó tâm lý từ đó mà ra đó, chứ không phải tự nhiên mà nó trong não nó có đâu. À, thì cái này nó cũng có cái sự tương đồng của mình, tự động với lại bên cái duy thức đó. Thì lát nữa sẽ nói kỹ hơn về cái tiến trình của nó. Thực ra bản chất các hiện tượng tâm lý nhà mình, ví dụ như là cụ thể nó như thế nào. Vấn đề thứ hai đó là phản ánh tâm lý ở đây là gì? Đó là sự tác động qua lại giữa các giác quan và các đối tượng của giác quan. À, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, vị thì nó tương ứng với sắc, thanh, hương, vị, xúc và pháp. Đó, thể nó bắt đầu nó có sự phản ánh tác động qua lại. Và các cái dấu vết để lại trên vỏ não đó là sự sao chụp các cái hình ảnh của các cái biểu tượng của các sự vật hiện tượng đó. Ta lấy ví dụ như là chúng ta nghe cái mùi hương, thì cái mùi hương nó là đối tượng của cái mũi chúng ta ngửi đó, thì nó sao chụp lại cái mùi vị đó và nó lưu ở trên vỏ não, và cái đó mới là yếu tố về mặt sinh học. Nhưng khi mà chúng ta có cái yêu thích, cái ghét, cái cách nhìn nhận đánh giá về cái hình tượng đó, cái mùi đó, thì bắt đầu tâm lý nó nảy sinh. Chúng ta thông được chỗ này không? Đó, thì tâm lý, cái phản ánh tâm lý là nó nằm ở chỗ đó đó. À, vậy thì cái phản ánh tâm lý này nó có gắn liền với lại cái phản ánh về mặt sinh học, có nghĩa nó phải có cái sự dẫn truyền, nó sẽ có sự tương tác giữa cái cơ thể sinh học này. Nó đúng hơn, nó có phải cái phần căn. À, mà căn của mình thì nó, nhà mình thì nó gọi là có gì? Có phù trần căn và cái tịnh sát căn. Cái phù trần căn nó có lộ ra bên ngoài, còn cái tịnh sát căn nó là nó nằm sâu bên trong, mà nó có thể là nó có vùng trên vỏ não á. À, ví dụ như cái vùng thị giác của mình nó có cái vùng ở trên não nè, thì mắt là bên ngoài nó như thế này, nhưng mà nó phải có dây thần kinh nó đưa lên trên lên vùng thị giác nó xử lý đó. Thì cái đó là nó thuộc về cái nó sao chụp hình ảnh thông qua cái cơ chế sinh học, và bắt đầu nó đưa lên vỏ não, nó đưa lên hệ thần kinh trung ương, nó xử lý, nó sao chụp, nó xử lý, nó lưu lại. Và nó lưu lại xong rồi thì bắt đầu nó có cái phản ứng. À, bắt đầu là căn cứ trên cái lưu lại đó, bắt đầu mình có cái cách nhìn nhận đánh giá, có cái cách xử lý khác nhau. Chính cái đó nó tạo nên cái tính chủ thể, có nghĩa là sự khác biệt giữa người này và người kia. Và tại sao là nó có cái tính chủ thể này? Tại vì chúng ta thấy rằng là tâm lý của mọi người không giống ai hết là do cái tính chủ thể này nè. Tại sao? Tại vì một đứa trẻ nó sinh ra đời ở một cái gia đình có giống nhau không? Không. Ở một cái vùng khác nhau, ở một cái vùng miền khác nhau, ở một cái tỉnh khác nhau, trong tỉnh đó là ở trong cái vùng huyện khác nhau, xã khác nhau, sống trong mỗi gia đình khác nhau, được giáo dục và dạy dỗ theo một cách khác nhau. Đã nên là thầy có một cái ông, cái thằng chủ họ đến, họ nói họ sắp ly hôn, họ nói với thầy là bây giờ làm sao, chứ ông chồng của bà nói là bây giờ là chồng tôi, nó nói là ông nói là coi như tôi không có biết yêu thương chồng con gì hết trơn á. Tại sao? Tại vì lúc nãy mình học mình sẽ thấy đó là gì? Có đứa trẻ mà nó sống trong cái hệ thống đó thì nó chịu sự tác động của cái hệ thống đó, mà cụ thể là người cha người mẹ, đúng không? Và các cái tương tác, và đứa trẻ nó học một cách tự nhiên hoặc là một cách là vô thức hay là ý thức, thì nó tiếp nhận các cái lĩnh, nó lĩnh hội các cái giá trị và các cái kiến thức, cái kinh nghiệm mà trong cái cuộc sống của gia đình mà nó có. Thì cái cô này á, của cưới ông chồng về, thì tôi thầy Duy mới hỏi là
là tại sao mà ông chồng ông lại có cái ý nghĩ là chị không có biết cách là chăm sóc chồng. Thì bà mới nói là, thì ông nói với tôi là ông đi làm về thì tôi không có biết cách là lấy than là lau mặt là lấy nước cho ông uống. Thế chị nghĩ như thế nào về chuyện đó? Thì bà nói thì ông có tay có chân thì ông tự lấy với mắt mớ cho tôi phải lấy cho ông. Có lý không? Cũng có lý. Đó, mà tại sao nó có sự khác biệt đó? Không? Thì tìm hiểu mới biết là cái ông chồng này, ông sinh trưởng trong một cái gia đình mà bố mẹ ông rất là yêu thương nhau. Một cuộc hôn nhân rất là hạnh phúc, và tất cả những gì bà mẹ lo cho ông chồng á, lo cho ông cha mình á, là ông học được hết trơn à. Ông học hết, bà mẹ của ông chăm chồng như thế nào, chăm cha như thế nào là ông học được hết. Và cái đứa bé nam nó sẽ chọn cái người mẹ mình là cái hình mẫu của người nữ sau này nó sẽ hướng đến. Và cái người đàn ông, người cha của mình là cái hình mẫu của cái định hình, cái nhân cách người nam của đứa bé nam đó. Thì cái ông này ổng sẽ đi lấy một cái cô vợ mà giống như mẹ của ổng như vậy. Được không? Thì cuộc đời nó sẽ tươi đẹp khi mà ổng chọn đúng một cái cô vợ mà cô vợ của cũng có cái đời sống bố mẹ hôn nhân hạnh phúc như vậy, đúng không? Thì cô vợ của học được hết, thì coi như về là gặp nhau là vui vẻ cuộc đời. Sao nữa? Áo âm cuộc đời là cái cô vợ này là coi như là bố mẹ là coi như là hôn nhân là chỉ có cãi nhau và đánh nhau và dưới nhau rượt nhau chạy suốt ngày nữa. Dùng dao rửa mà dưới nhau chứ. Và cãi nhau suốt. Thì cô này có học được cái gì ngoài những cái thứ đó? Đâu có học được cái hành vi cử chỉ yêu thương nào đâu. Không có học được một cái cách chăm sóc như thế nào hết. Nên là về nhà có biết mấy cái đó không? Không. Mà bây giờ ông chồng này ổng định hình trong nhân cách của cái người vợ trong ổng có khác cái cô này không? Khác quá chứ, hai đứa này gặp nhau chỉ có đau khổ thôi chứ làm sao mà hạnh phúc nổi. À, đúng không? Vậy tại sao nó có sự khác biệt đó? Nó nè, tính chủ thể nè, mà tính chủ thể là từ đâu mà ra? Từ cái cuộc sống họ sinh ra, cái thổ nhưỡng nơi mà họ sinh ra, cái văn hóa, nền văn hóa xã hội mà nơi họ sinh ra, họ lĩnh hội toàn bộ cái đó. Rồi cha mẹ họ dạy cho họ một cách ý thức và họ tập nhiễm tất cả những gì mà người lớn tương tác giao tiếp với nhau một cách có ý thức hoặc vô thức. Và biến thành cái những quan điểm, những cái cách nhìn của cá nhân, những giá trị của cá nhân. Và bây giờ họ cùng một sự vật hiện tượng khi phản ảnh thông qua các giác quan có hình ảnh trong não, lập tức sinh ra cái nhìn khác nhau. Vậy cái nhìn của mình và người khác có khác, có giống nhau không? Làm gì giống, sao giống được? Vậy mà mình cứ bắt người ta phải theo ý mình, có không? Có. Làm sao theo được? Mỗi người là một nhân cách độc đáo riêng biệt và có tính chủ thể riêng, do được sinh ra tại những vùng miền khác nhau, lĩnh hội được cái giá trị văn hóa khác nhau. Trong cái giá trị văn hóa đó, có người chọn giá trị này, có người chọn giá trị khác. Rồi đến khi sống trong môi trường gia đình được giáo dục khác nhau, cái đứa mà ba mẹ nó yêu thương nó, quan tâm đến nó, lo cho sự phát triển của nó, thì đó là gì? Đứa bé nó khỏe mạnh, có cái tôi khỏe mạnh và nó tự tin. Còn đứa bé đó mà nó bị quánh suốt ngày, nào nó cũng bị quánh hết, nó bị bỏ rơi luôn, thì coi như là lớn lên nó có khác nhau không? Khác quá chứ. Đứa bé đó không bao giờ biết cảm nhận được tình thương, và chỉ có không bao giờ nó biểu lộ cái gương mặt của nó là biểu lộ và xúc cảm được hết rồi đó. Không biểu lộ được luôn, đơ luôn. À, thầy gặp nhiều ca vậy đó, hiện giờ đang điều trị cho 2 ca bị vậy đó, nó đơ luôn, nó không có bộc lộ được cảm xúc. Vui nó cũng vậy, nó cũng đơ như một cái kiểu hình, mà nó buồn thì nó cũng đơ như một kiểu hình, mà sắp chết nó cũng đơ một kiểu hình, không thay đổi gì hết. Bây giờ phải đi dạy lại cho nó những cái cách biểu lộ về cảm xúc, rồi phải đi kết nối lại cái hệ thống của nó đó, để cho nó thể nó cảm nhận được cái tình yêu thương. Sau này nó lớn lên nó đâu có biết yêu thương là gì đâu, nó cũng không biết yêu thương người khác, mà nó cũng yêu thương bản thân nó luôn. Thì những đứa trẻ nó như vậy, nó bị thường là những đứa trẻ bị bỏ rơi và bị bạo hành. Nó sẽ khác những đứa trẻ mà được sinh ra trong một cái môi trường gia đình mà đầy đủ và ba mẹ nó yêu thương đó. Thì chúng ta thấy rằng là gì? Tâm lý không phải từ trong não tiết ra như gan tiết ra mật, mà nó là cái sự phản ánh cái thế giới bên ngoài thông qua các giác quan được sao chụp lại và lưu ở trong não. Và trên cái cơ sở những cái hình ảnh đó, các hiện tượng tâm lý bắt đầu nảy sinh và tạo nên cái sự khác biệt giữa người này và người kia trong cách nhìn nhận đánh giá về cái sự vật hiện tượng đó. Cái đó người ta gọi là tính chủ thể. Và tại vì sao tính chủ thể nó khác nhau? Là tại vì người ta sinh trưởng, phát triển trên những vùng miền khác nhau, được lĩnh hội những giá trị văn hóa, xã hội khác nhau, kinh nghiệm sống được giáo dục theo những cách khác nhau, và người ta lựa chọn tiếp nhận những cái nào khác nhau, nên dẫn đến cách nhìn nhận của người ta về cùng một vấn đề là không có giống nhau. Vì vậy phải tôn trọng cái sự khác biệt của người khác, chứ không có bắt người khác phải theo ý của mình.
Đó, cái này cực kỳ quan trọng nè. À, nhưng mà mình nhiều khi mình thấy nó làm giống mình là mình thấy không vừa rồi đó, không chịu rồi hả? Đó, cái đó chúng ta thấy là nó không có được, tại vì cái đó là không ai giống ai hết á, không, mỗi người đều có cái cách nhìn nhận hết đó. Rồi có thông được cái ý này không? Rồi xong ha. Thứ hai, tâm lý là chức năng của bộ não. Cái bộ não con người thì chúng ta thấy rằng là nó đặc điểm của nó còn hơn cái máy vi tính nữa. Chúng ta thấy cái máy vi tính, ai mà chơi cờ với máy vi tính chưa? Không, đánh cờ với máy vi tính á là coi như là nó thắng mình là khá nhiều á. Không, nó đánh rất là giỏi. Nhưng mà cái bộ máy vi tính là do cái não con người tạo ra. Thấy cái bộ não con người của chúng ta nó cực kỳ ghê gớm chứ nó không phải vừa. Và khoa học thì họ nói rằng mình mới sử dụng được có khoảng cỡ 5% cái tiềm năng của bộ não thôi. Cái bộ xài qua còn kiếm còn ít quá ha. Không, mà nó đã ra tạo ra biết bao nhiêu sự thay đổi như vậy rồi đó. Không? Thì chúng ta thấy rằng là gì? Nhờ cái bộ não này, một cái cấu trúc đặc biệt này, và ở mỗi trên cái vùng não của mình đó, nó có những cái vùng chức năng riêng biệt và nó phối hợp nhịp nhàng với nhau trong cái việc mà điều khiển cái thân này. À, cũng một là cử động thôi, nhưng trong đó có rất nhiều vùng nó hoạt động và nó kết hợp với nhau tạo ra sự thay đổi, sự dịch chuyển nhịp nhàng của các cái cơ thể để đảm bảo các cái nhiệm vụ nó đòi hỏi cái sự tinh tế của các cử động, thì não nó làm được chuyện đó. Nên nếu mà não của một người mà bị bất bình thường hoặc là nó bị tổn thương các cái vùng não thì chắc chắn rằng các cái phản ánh thông qua các cái giác quan của nó có vấn đề. À, thì cái này chúng ta thấy rất là rõ ở những người khiếm thị chẳng hạn, thì cái thị giác của họ hạn chế, nên cái đường nhận thông tin không phải là thị giác mà thông qua các giác quan khác, thì lúc đó nó ảnh hưởng đến cái tâm lý của cái người đó chứ phải không. Nên là cái bộ não không, tâm lý là chức năng của bộ não chứ không phải là do của não nha. Tâm lý chỉ là chức năng của bộ não chứ không phải tâm lý do não tiết ra. À, đây chúng ta lấy ví dụ nè. Cái người mà có cái bán cầu não trái nó phát triển với người có bán cầu não phải nó phát triển nó cũng khác nhau. Cái người có bán cầu não trái phát triển thì sẽ là thuận tay phải theo cơ chế bắt chéo. Thì cái người này á thì họ thiên về cái từ ngữ, con số, đường kẻ, danh sách, lý luận, phân tích. À, thiên về tư duy logic nhiều hơn. Còn nếu mà cái người mà có bán cầu não phải phát triển tương ứng với sự thuận tay trái thì cái người đó họ giỏi về cái nhịp điệu, màu sắc, hình dạng, bản đồ, tưởng tượng, mơ mộng, họ sẽ giỏi hơn. Đó, nên là tùy thuộc vào cái việc mà chúng ta có cái bán cầu đại não nào phát triển thì nó cũng có những cái chức năng riêng nó ảnh hưởng. Phần lớn mình là thuận tay phải, thời cái thời Duy đi học mà viết tay trái là bị khó, không cho viết. Còn bây giờ thì gần như viết thoải mái, nhưng mà thời Duy là không có cho. Đó, còn bây giờ thì đỡ, là giáo dục bây giờ nó tôn trọng cái sự khác biệt nhiều hơn rồi, có nghĩa là viết tay trái thì cứ viết không có sao hết, miễn viết được là được. Đó, thầy chúng ta, não của chúng ta nó tập hợp bởi hàng tỷ tỷ cái tế bào, người ta gọi là neuron. Và neuron nó giống như là một cái đơn vị tế bào, nó là một cái dạng đơn vị tế bào như thế này. Thì chúng ta thấy là tại sao mà mình nhận cái tín hiệu bên ngoài rất là nhanh, tại vì cái hệ thống mà gọi là dây điện trong cái não bộ này nó chằng chịt nhau ghê gớm lắm, nó kết hợp phần tỷ tỷ cái cấu trúc này nữa, nó được phóng lớn lên là chúng ta thấy nè, đây là cái nhân của nó, đây là cái thân, đây là các cái sợi nhánh, không, à, đây là cái đường dẫn truyền, đây cái đây là coi như là cái sợi trục, không, đó, ở đây là đầu mút tận cùng của nó, nó kết hợp với lại nó, đây, kết nối với lại các cái neuron khác, cứ như thế nó ra một cái hệ thống giống như mạng nhện vậy đó. Đó, chúng ta thấy này, đây, hình này, và đây chúng ta thấy ha, đây, thân đây, cái sợi trục này không, đó, là cái nhánh của nó nè, nó kết nối như thế, thì trong não bộ của mình, hàng tỷ tỷ neuron như vậy, nó kết nối như thế, nên chỉ cần nhận tín hiệu thông qua các giác quan, lập tức biến thành luồng điện sinh học và truyền lên não, cái luồng điện sinh học truyền lên não, não nhận tín hiệu xong, phát, đáp trả ngay lập tức ra, phản ứng ra bên ngoài. Nên cái bộ não của mình nó cực kỳ tinh vi. Đó, cực kỳ tinh vi. Tiếp tục, bản chất các hiện tượng tâm lý. Cái quan điểm thứ ba, tâm lý người có bản chất xã hội và có tính lịch sử. Đó, quý vị thấy cái người miền Bắc có cái đặc điểm tâm lý đặc trưng khác với người miền Trung, khác với người miền Nam, khác không? Tại sao?
Nói cái việc ở chùa, cái chùa thôi là nó cũng đã khác, chúng ta nhìn chúng ta sẽ thấy sẽ khác. Ở phía Bắc là chùa nó phải đi kèm với đình, đúng không? Đàn ông đi đình mà đàn bà đi chùa. Đó, đình nó phải gắn với chùa. Còn phía Nam thì kêu như là cái đình nó ít hơn cái chùa, chùa nó nhiều hơn. Đó. Rồi, cái văn hóa của họ nó khác không? Cái ngôn ngữ khác không? Khí hậu khác không? Cuối cùng dẫn đến cái con người khác không? Vậy thì tâm lý con người á, đâu phải tự nhiên nó có, mà nó lĩnh hội những cái giá trị đó. Nó lấy hết, nó lĩnh hội những cái giá trị đó, những cái đặc điểm đó, và nó thể hiện được cái bản chất của cái xã hội đó. À, và ở một cái giai đoạn nào đó, giai đoạn lịch sử nào, với cái thể chế nào, thì cái tư tưởng của cái thể chế đó, của cái nhà cầm quyền đó, nó có ảnh hưởng đến cái đời sống của cái người đó không? Có không? Có sao không có? Ai nói không ảnh hưởng? Không? Ảnh hưởng nhiều, nó là cực kỳ á. Nên cuộc đời này á, tại sao cái đạo Phật ra đời, nó giống như là một cái cuộc cách mạng, nó quét sạch tất cả các tư tưởng ràng buộc đời sống tâm lý của con người, chìm trong cái đau khổ, giờ nó lột sạch hết. Đức Phật ngày giải phóng cắt hết, nó tàn phá cực kỳ dữ dội luôn. Còn bây giờ mình đang giải phóng hay là mình đang ràng buộc? Bây giờ mình đang giải phóng hay mình đang ràng buộc? Suy nghĩ thử coi, bao nhiêu năm nay mình giải phóng hay mình ràng buộc? Mình ràng buộc hay là mình đang giải phóng? Quý vị thấy giải phóng hay ràng buộc? Để đi học tâm lý hay ràng buộc hay là giải phóng? Ràng buộc với giải phóng gì? Nặng đầu thêm, lát nữa phân tích cho thấy tại sao. Rồi học hết cái môn này xong, cái ràng thêm một cột nữa, chọn môn khác làm tiếp một cột nữa, học xong cái chương trình này xong là xong cái cử nhân rồi, là cái tôi cử nhân, học thêm giờ 2 năm thạc sĩ nữa có cái tôi thạc sĩ, học thêm 4 năm tiến sĩ nữa có cái tôi tiến sĩ. Tôi lớn càng ngày càng lớn với nhỏ hơn đâu. Vậy ràng buộc hay giải phóng? Nên là nhìn nó khổ lắm. Đạo Phật ra đời là nó giải phóng tất tần tật. Đức Phật ngày coi như giải phóng không còn một cái gì hết. Nhưng mà riết thời gian sau, cái sao tự nhiên cái mình đi lộn ngược sao, mình cứ ràng buộc, cứ cột là lâu cột, cái là lâu cột, cái cột viết đứng chỗ luôn. Có phải không? Nên thầy Duy có nhiều cái nó ngộ, nhìn khác người lắm, nó không có giống người, hơi ngộ, đúng không? Nhiều khi nói quý vị gì suy ngẫm thử coi có đúng không. Nhiều khi học nhiều nó cũng mệt lắm, sung sướng gì đâu, đúng không? Nói vậy chứ không học mà cũng rớt. Đang nói một cái chân đế, một cái tục đế mà. Sao nữa? Nói vậy thôi chứ mà không học đâu được. Thì mặt tục đế là mặt ngoài đời, về thế sự là phải học. Nhưng mà rõ ràng trên cái về mặt chân đế có nghĩa là về cái đạo lộ, về con đường thì nó lại sao? Có chừng nó không khéo là nó sẽ ràng buộc đó. Nhiều người đi học tâm lý xong thấy tâm lý hay quá rồi, đi học tiếp, học xong này học văn bằng 2 tâm lý, ràng buộc thêm đóng nữa. Đúng không? Nhiều người vậy mà, nhiều người khóa trước nói thầy bây giờ đi học tâm lý, học ở đâu rồi tiếp tục làm mấy năm tâm lý nữa xong. Thêm nặng cái đầu nữa, thầy giờ thầy bỏ bớt, thì bỏ riết rồi giờ cái đầu của thầy nó trống rỗng trơn, nó không còn cái gì này nhiều hết trơn. Nhiều khi đi lên dạy nhìn thầy lúc đó nhớ thì nói chứ thì thôi. Còn bây giờ mà lên gặp thằng chủ mà thầy nghe thầy nói chuyện khoảng cỡ 7K trong ngày, mà thầy nói xong vô này nó ra đi, vô ra vô, thầy muốn nhớ thì nó nhớ, mà thầy không muốn nhớ thì nó khỏi nhớ vậy. Cái đầu trống rỗng chứ có thấy gì đâu. Nghe vẫn nghe bình thường. Chứ cái cuộc đời này mà nghe hết cái đó có phải chết không? Bệnh á, nghe điên á. Thì một người bệnh ông nói này, 7 người bệnh nó dồn cho một đứa trong một ngày thì nếm mùi là như thế nào rồi? Đúng không? Nên là cái nghề này mà không có học cái liệu pháp của Đức Phật á, là cái nước chỉ có tự chết mà tới chết thôi chứ không chạy nào trơn. Làm chỉ sao nổi. Đúng không? Nên là tâm lý người nó có bản chất xã hội và nó có tính lịch sử, vì có người ta lĩnh hội những cái gì trong xã hội đó, và ở mỗi giai đoạn lịch sử tương ứng với cái thể chế chính trị đó, nên những cái tư tưởng của hệ thống đó nó lại ảnh hưởng đến cái đời sống tâm lý của con người. Rồi ở nhỏ lớn lên bị ông bố bà mẹ ràng buộc, có bị ràng buộc không? Ràng nhiều thứ sao không ràng? Rồi lại bị cộng đồng làng xóm xung quanh ràng thêm cái nữa, lớn lên đi học phát ràng thêm một trận nữa, đúng không? Rồi lớn lên bắt đầu đi tu,
rang thêm một trận nữa. Cái bộ cuộc đời này là cả một chuỗi ràng buộc ha. Vậy khi nào giải phóng đây? À, khi nào giải phóng đây? Đó, nên là nó thấy là gì? Tâm lý của bản chất xã hội là chạy vậy đó. Tại vì nó lĩnh hội toàn bộ những cái gì trong cái nền văn hóa xã hội này, mà có những cái nó lĩnh hội hay lắm, mà có những cái nó lĩnh hội dở lắm. Nó cứ mình hàng ngày mình cứ mình làm theo những cái thứ nó ngộ nghĩnh lắm, mình không biết mình làm để làm gì, mình cứ làm hoài. Có làm không? Suy nghĩ coi. Có những thứ trên cuộc đời này cứ lặp đi lặp lại làm hoài mà không biết làm để làm cái gì. Ờ, đó, lĩnh hội mấy cái đó. Mà tháo bớt đi nó nhẹ biết mấy nào. Không được tháo luôn. Tháo cũng được. Đó, thì chúng ta thấy rằng là tâm lý nó có bản chất xã hội, và ở mỗi giai đoạn thì chúng ta thấy nó không có giống. Cái thời năm 75 mà chúng ta biết, mà khi mà giải phóng miền Nam á, mà cái miền Nam chúng ta biết là cái thanh thiếu niên trong cái giai đoạn đó nó được hình thành trên cái hệ tư tưởng giống nhau hay khác ở miền Bắc? Khác nhau chứ. Nhưng mà giải phóng rồi thì lúc đó còn hai hệ tư tưởng không? Không, phải thay đổi hoàn toàn. Thì mấy cái người kia sao? Có phải tan nát cuộc đời không? Tan nát con người rồi. Toàn bộ hệ thống chuẩn mực giá trị của một cái thể chế nó làm sao? Xóa sạch và nó đảo lộn hết. Có phải mấy con người đó, nhân cách mấy con người đó có phải là nát bét không? Trời ơi, tội ghê gớm lắm, nó chứ không giỡn đâu nha. Cái thực thể nó bị méo mó, nó gì, cái đời sống tinh thần nó méo mó, nó bị ảnh hưởng bởi cái sự xáo trộn đó và cái hệ tư tưởng đó. Thì chúng ta thấy ở mỗi giai đoạn lịch sử thì nó ảnh hưởng bởi cái con người đó, nó tâm lý của cái người đó, nó chịu sự chi phối của cái nền văn hóa xã hội và cái thể chế đó. À, nên chúng ta thấy là gì? Tâm lý nó cũng bị, nó cũng có từ đó mà ra đó. Phải không? Cuối cùng, tâm lý người có là sản phẩm của hoạt động và giao tiếp. Thông qua cái quá trình hoạt động và giao tiếp, con người ta theo cơ chế là nhập tâm, nhận những giá trị của người khác, biến nó thành cái của mình. Và cuối cùng là gì? Là đồng thời đẩy ra những cái giá trị của mình, làm ảnh hưởng tới người khác, và người khác nhận những cái giá trị của mình, làm cái giá trị của họ. Vậy thông qua cơ chế xuất tâm và nhập tâm thì cơ thể, cái tâm trí của chúng ta càng ngày càng lớn lên, càng ngày càng ràng buộc nhiều hơn, phải không? Càng ngày càng ràng buộc nhiều hơn. Đó. Càng ngày càng lớn lên. Thì về mặt thực thể và về mặt tâm lý cũng vậy. Thì nó cũng có cái sự là xuất và nhập à. Bây giờ chúng ta có ăn không? Ăn xong rồi phải cho ra chứ không lẽ ăn trong giữ luôn đó sao? Không? Vậy thì xuất và nhập thì nó về thực thể nó lớn lên không? Lớn lên. Và tâm lý cũng vậy, nhận những giá trị, những kiến thức, những kinh nghiệm tích lũy của thế hệ trước, biến thành nó thành cái của mình. Và cứ như thế mà lớn dần về mặt tri thức, không? Về mặt nội tâm. Đó. Rồi, bây giờ nhìn lại coi đi. Đó. Vậy coi thử cái tiến trình này có phải là tiến trình hình thành tâm lý không? Căn uẩn là sự chồng chất, là cái sự kết tập chồng chất lên nhau. Các giác quan tiếp xúc với các đối tượng sinh ra các thức, lập tức sắc uẩn được hình thành. Mà sắc uẩn được hình thành thì dẫn đến là sau đó là gì? Thọ uẩn, tưởng uẩn. Mà cái tưởng này á, thì gồm có tưởng hiện tại, tưởng quá khứ, tưởng tương lai. Rồi dẫn đến là hành uẩn, cái phản ứng. Và cuối cùng là thức uẩn. Đây là cái tâm. Và cái này thì nó lưu trong kho chứa. Hiểu cái cơ chế này không? Quý vị nhà mình hiểu cái cơ chế này không? Vậy bây giờ hỏi học tâm lý nè. Có phải là tiến trình của uẩn không? Trả lời đi. Phải không? Phải học cái này ra tiến trình thành hình ngũ uẩn không? Có thành không? Chạy đường nào thoát? Rồi bây giờ học kinh nè. Nó có theo tiến trình này không? Có không? Sao trật được? Ủa mà ngũ uẩn thì sao? Là đi đến đâu? Tiến trình này mà liên tục thì nó đi đến đâu? Đi đâu? Ai trả lời? Giải thoát nổi không? Vậy mình cứ mình quằn hoài, mình quằn riết này thì mình cứ mình hình thành ngũ uẩn mình đưa vô đầu mình thôi. Có phải không? Suy nghĩ coi. Đây là một cái vấn đề mà phải suy nghĩ á. Không? Cứ như thế hình thành, rồi lưu kho chứa, rồi một lần sau lại tiếp tục chồng lên. Hôm nay
gặp cái người đó, người đó sân sỉ mình, là sao? Tai tiếp xúc với âm thanh, đúng không? Lập tức có khó chịu không? Khó chịu, dễ chịu, cười hay là khóc, cười hay là khó chịu, làm gì có chuyện mà thọ lạc được. Nó đạo tưởng không nghĩ hả? Rồi phản ứng như thế nào, và cuối cùng là cái tâm sân bắt đầu lưu vô kho chứa, không kho chứa, đúng không? Một cái được hình thành rồi, lúc đó có phải nghe không đâu, thấy nó hành động nữa mà. Mắt có thấy hành động không? Thấy, mắt thấy hành động, rồi sắc uẩn cũng là lại chồng lên cái uẩn thứ hai, chồng lên cái uẩn thứ nhất, đúng không? Rồi thọ, cái thọ của mắt có không? Có luôn, chồng lên cứ như thế. Rồi cuối cùng kho chứa, hôm sau gặp lại người đó thì lập tức cái gì? Thấy không? Thấy, sắc uẩn lập tức hình thành liền. Có thọ uẩn không, nghe không? Có luôn, tưởng lấy lập tức kho chứa đưa lên liền. Cái này đứa này ngày hôm qua nè, tới đây là lập tức kho chứa đưa lên liền. Tưởng của quá khứ nè, đẩy lên để so sánh với hiện tại, đúng không? Đó, rồi cuối cùng là gì? Rồi bắt đầu thọ hành lại tiếp tục hình thành nữa. Cái hành uẩn lúc này là gì? Hành xử như thế nào? Né nó hay sao giờ? Chạm tới hỏi một câu hay là né? Rồi cuối cùng là gì? Tiếp tục lưu kho chứa. Vậy có phải tiến trình của mình là cái tiến trình sống của mình, tiến trình học tập của mình, tất cả các tiến trình của mình là hình thành của uẩn, thấy chưa? Nè, tâm lý từ đây mà ra nè. Tâm lý từ đây mà ra nè. Từ đây ra nè. Mà bây giờ tiến trình tu là tiến trình dẹp cái này hay là tháo gỡ cái này hay là tạo? Tháo. Thấy mệt cuộc đời chưa? Học xong tâm lý là thêm khổ rồi, thấy chưa? Đó. Đó. Nên khi mà thầy Duy mà nghiên cứu xong về tâm lý mà xong đụng qua cái này, thấy trời sao cuộc đời này nó ngộ quá, dường như mình đang đi làm ngược lại những gì mà Đức Phật đã dạy. Đang làm ngược, chứ không phải đang làm đúng. Đó. Có hiểu được cái chỗ này không? Hả? À, cái trên đó hả? Cái trên. Thì cái này nó, cuộc sống của mình á, cái tâm thức của mình nó chịu chi phối bởi cái trong cái khổ đế. Thì nó gồm có là gì? Bát khổ. Là cái khổ đế đầu tiên là bát khổ, đúng không? Bát khổ biết rồi, với nữa quý vị đâu cần nói cái này, đúng không? Nhưng mà nó có ba cái loại khổ ảo về tâm lý. Ba cái khổ ảo tâm lý mà do con người của chính mình tạo ra. Đó là khổ khổ, hoại khổ và hành khổ. Cái này quý vị biết mà phải không? Biết không? Khổ khổ có nghĩa là cái gì? Khổ chồng chất lên nhau. Một người gặp lên thầy Duy hỏi thầy Duy, bây giờ tôi bị người yêu nó bỏ, buồn quá, bây giờ bực bội ghê luôn, bây giờ ông làm ơn cách, có cách nào ông dẹp dùm cái trạng thái này dùm tôi cái. Hiểu được cái này không? Một người đang đau khổ và đến gặp nhà tâm lý và nói với nhà tâm lý là gì? Ông có cách nào ông giải quyết dùm tôi cho nó bớt đau khổ, chứ giờ tôi bị người ta chia tay cắm sừng đau khổ quá. Vậy có phải là người ta bị chia tay là khổ một không? Phải không? Là khổ một cái gì nữa? Vì người ta gặp thầy Duy, người ta nói, người ta bực bội, người ta khó chịu với cái khổ đó, đúng không? Chính xác không? Thì càng bực bội với cái khổ thứ nhất, khó chịu với cái khổ thứ nhất, là vô tình tạo ra cái khổ thứ hai trên nền tảng của cái khổ thứ nhất, cái khổ của tâm sân. Cái đúng không? Cái đó chính là gì? Là phi hữu ái nè, là tâm sân nè. Cái này là do tâm sân chi phối nè. Là khổ khổ hình thành. Vậy thầy Duy nói với ông, ông muốn bớt khổ, ngắn cái cách mà khổ mà ngắn nhất là ông về ông trọn vẹn với duy nhất cái nỗi khổ mà ông đã diễn ra thôi. Ủa, Phật nói vậy mà. À, đúng không? Nhìn lại coi. À, lấy ví dụ thứ hai. Đau chân, đúng không? Đau chân. Được không? Mày đau chân nữa là khổ thân, đúng không? Có bực bội chuyện đau chân không? Vậy vô tình tạo ra cái khổ tâm, tâm sân hoạt động, từ khổ thân chuyển thành khổ tâm. Vậy càng muốn chống lại cái khổ, dẹp đi cái khổ, khổ gia tăng và kéo dài. Đó, có đúng không? Coi lại coi. Khổ khổ nảy sinh liền. Có hiểu chỗ này không? Đây là khổ ảo về tâm lý do con người tạo ra nè. Ai tạo đâu? Do chính mình tạo. Ông tới ông nói xong, thầy Duy Quốc cho ông một câu, xong làm chú nhủ luôn. Ông nói giờ làm sao cho hết đau khổ, bớt đau khổ, ngắn nhất. Ông làm sao mà tôi nhanh bớt ngắn nhất đau khổ? Thầy nói về chỉ có ông trọn vẹn khổ gì thì ông cứ trọn vẹn với cái khổ đó là ông ngắn nhất. Đức Phật nói là chỉ có cái đó thôi, không cách nào khác hết đó. Sống trọn vẹn với cái khổ đó là cách vượt qua cái khổ đó ngắn nhất. Còn càng chống lại mà càng muốn dẹp cái khổ đó đi thì vô tình tạo ra cái tâm sân. Nó chi phối đến cái tâm của con người nữa. Chồng lên cái khổ thứ nhất trên nền tảng cái khổ thứ nhất.
vậy cái khổ nó gia tăng gấp đôi, được gọi là khổ khổ, đúng không? Vậy chứ về trọn vẹn cái khổ thứ nhất, người yêu nó bỏ thì biết nó bỏ, nó bỏ thì buồn thì buồn, biết khóc thì tức thì khóc, vậy thôi gì đâu, thì coi như thời gian sau nó hết à, sao trật được chứ sao nữa. Họ nói thử đi, bây giờ nó đau cái chân, thay vì bực bội như nó, thả đau đi, tiếp tục đau đi, thả đau đi, đau vô tư, cảm nhận cái đau thôi. Không tin hả? Không tin. Này đang nói trên pháp hành, đang nói trên pháp hành rồi quý vị. Nếu quý vị thực hành, quý vị ném cái này, quý vị sẽ thấy nó ngộ lắm, nó cực kỳ ngộ đó, chứ không phải giỡn à, nó ngộ lắm. Thử đi sẽ thấy. Thứ hai, hoại khổ. Cái khổ mà nó có từ mà cái việc nó sẽ xuất hiện khi mà mất đi một cái gì đó. Ví dụ á, tôi hành thiền, tôi có hỷ lạc, có không? Có chứ. Tâm tứ thì sinh hỷ lạc, giác tâm nó sẽ phát sinh năm thiền chi, nó sẽ ra thôi. Thì khi có hỷ lạc là sao? Người ta cứ đi tìm hỷ lạc và người ta cứ muốn giữ cái hỷ lạc đó, người ta không muốn mất đi. Phải là hoại khổ không? Cái khổ mà sợ mất đi một cái gì đó thì sẽ làm cho đau khổ. Cái đó là hoại khổ, muốn giữ nó lại. Cái này do mình tạo ra hay do ai? Do mình tạo ra thôi, đâu có do ai đâu. Nay giờ cái này là khổ ảo chứ không phải là thực tế gì đó, này là khổ ảo thôi. Cái thứ ba, hành khổ. Hành khổ là gì? Làm mấy cái việc. Cái này do cái tâm tham chi phối nè. Nè, đó, tâm tham chi phối. Cái thứ ba là hành khổ. Hành động đem lại sự đau khổ mà cứ nghĩ rằng nó đang tốt đẹp, nó đang vui vẻ. Không? Nhiều thứ gái vui lắm, ngộ lắm, mà vẫn cứ làm. Quý vị có thấy có khi nào mà mình làm mấy cái việc gì đó mà thấy nó nhảm dễ sợ mà vẫn phải làm không? Có không? Đó đó đó, hành khổ đó, đó đó, đó đó. À, hành động đem lại sự đau khổ mà cứ nghĩ rằng đem lại sự hạnh phúc. Mà cứ làm hoài, biết làm mới làm gì nữa. Nhảm dễ sợ mà cũng phải làm. Đó, cái đó là hành khổ á. Hành động đem lại cái sự đau khổ mà cứ nghĩ rằng đem lại hạnh phúc. Đang bình yên vậy nè, đang bình yên ha, ngồi yên, yên lặng, bình yên, có gì hết. Tự nhiên cái trống trải quá, đứa nào nó gọi cho mình, từ ngày có chồng vừa mất giá ghê gớm, không đứa nào gọi hết. Bắt đầu gọi cho đứa này, gọi đứa kia, để tránh cái sự cô đơn đi. Cái đúng không? Cái đó là đang gì á, hành khổ á. Gọi cho người khác nói chuyện, người khác vui hơn không? Đâu có. Chỉ là hướng ra bên ngoài để quên cái bên trong thôi, chứ có cái gì mà vui, còn đau khổ hơn nữa chứ vui gì. Nói chuyện cũng mệt chứ bộ, không? Đó, nên là gì? Hành động đó đem lại sự đau khổ hay là sung sướng, thoải mái, an lạc? Đau khổ. Mà có người ta lại cứ muốn làm gì đó. Rồi mấy đứa trẻ, có thấy mấy đứa trẻ nó đua xe không? Sống bình yên không chịu, đua xe thì nó mới vui. Đi tìm cảm giác thì nó lạ lạ, chứ giờ đời này thấy nó nhàm quá, không? Đó, hành khổ. Mấy cái này con người tự tạo ra, khổ ảo về tâm lý và do con người tạo ra. Và Đức Phật Ngài nói ba cái này diệt được, còn sinh lão bệnh tử diệt được không? Diệt cái nỗi gì mà diệt? Đó là quy luật vận hành của vũ trụ này mà diệt nó là còn gì nữa? Là lấy gì còn ta đâu mà diệt? Bản ngã diệt được không? Diệt bản ngã được không? Trời ơi, diệt bản ngã chết, nó chết mẹ rồi còn gì nữa đâu mà tu trời. Sao nữa? Mình cứ nói là diệt, lấy gì sao diệt? Sao diệt được? Không diệt được. Vậy giờ xử lý gì sao nó? Không diệt được đâu, không? Đó, nên là khi mà nghiên cứu sâu vô mấy cái này thấy nó ngộ lắm, không? Con người mình đang dùng cái tiến trình. Thực ra cái này nó là cái mở rộng của nó là thập nhị nhân duyên, chứ không có gì hết trơn. Mà nếu một người trong cái thấy chỉ có cái thấy thôi, cái thấy đơn thuần thôi, mắt thấy sắc thì chỉ có thấy, nghe, tai nghe chỉ có nghe, và có tinh tấn, chánh niệm, tỉnh giác, ba cái chi pháp đó mà nó trọn vẹn tại cái đối tượng, thì sắc uẩn sẽ bị phá. Sắc uẩn phá thì nguyên cái vàng này phá sạch hết, và không còn lưu cái gì cả. Mà không có lưu gì hôm nay hết, trong rỗng đâu có gì đâu mà tìm. Vậy thôi. Đó nên là đụng tới cái này nó là nó hơi sâu, hơi sâu. Không biết nãy giờ nói sai gì không biết. Không, nãy giờ nói sai gì không? Cái này nó trải nghiệm trên cái pháp hành của tứ niệm xứ.
Và sau đó thì khi mà nghiên cứu sâu thì phát hiện ra cái tiến trình của tâm lý của nó thực chất là tiến trình của ngũ uẩn, chả có cái gì hết trơn. Rồi bây giờ nè, 23 tháng chạp có đưa ông Táo không? Có không? Không đưa ông Táo không? Rằm tháng 8 có làm Tết Trung Thu không? Không luôn, không? Nếu không thì tốt. Ngũ uẩn nè, ở đâu mà ra? Ngũ uẩn này nè, trong đời sống do chính mình tạo ra, và có cả cái cộng đồng này nó tạo ra, và mình lĩnh hội nó, đem vô mình xài, mình ràng buộc chính mình đó. Có không? Nhìn lại coi đi. Đó, đó là cái đau khổ con người ta tự ràng buộc chính mình, rồi bị người khác ràng buộc chính mình mà không biết, rồi ôm vô ràng buộc hoài nhau, tự ràng buộc. Nên khi mà người ta Đức Phật này thấy nó được rõ ràng rồi, cái tháo trắc hết chứ gì đâu, đâu còn ràng buộc gì ai đâu. Nên cái tiến trình mà càng ngày càng tháo, càng ngày càng tự do, càng ngày càng không bị lệ thuộc thì nó mới giải phóng, thì nó mới đúng con đường chứ. Nó đi ngược lại, nó dính càng ngày càng dính, dính càng ngày càng gỡ không ra luôn. Thì bây giờ tự do ra chỗ nào, là ràng buộc hay là ràng buộc đấy đó. Nên chúng ta thấy là cái gì, bản chất có thông được cái bản chất tâm lý ở chỗ này không? Cái này của nhà mình á, không của thầy, của thầy đâu à, thầy chỉ nghiên cứu tìm hiểu về nó à. Đó. Và một người khi mà không còn bất cứ một cái gì nữa hết, cái sự ràng buộc của nó giảm dần, giảm dần, giảm dần, giảm dần, giảm dần, và không còn ràng buộc nữa, đó là niết bàn chứ còn gì. A-la-hán là không còn sự ràng buộc, đúng không? Ba kiết sử đầu tiên gồm có thân kiến, nghi với cấm thủ, loại ba cái này là bước vô sơ quả, ba cái kiết sử đầu tiên. Vậy thì đó là tiến trình giảm đi sự ràng buộc hay là tiến trình cộng thêm sự ràng buộc? Giảm đi sự ràng buộc, đó là tiến trình càng càng giảm, giảm càng nhiều thì càng vô sâu, mà càng giảm thì tự động nó từ cái gì đó đến, nó đến thôi, có cần phải cố gắng để làm được cái gì đâu, không? Đó, đó là cái tiến trình của tâm lý theo quan điểm của nhà mình, nó tương ứng với lại cái bản chất các hiện tượng tâm lý ở bên cái trường phái này họ nói. Quý vị có thông được chỗ này không? Cái này hơi khó nha, cái này hơi khó, và cái này quý vị là vị nào mà đi cái pháp hành á thì sẽ nếm cái này rất là rõ, nó tới đâu là thọ sẽ thông được tới đó. Còn này nếu mà chỉ mới có pháp học thì nó sẽ hơi trừu tượng tí, tại vì cái nhận thức, cái biết trong nhà mình á, nó có 5 cấp độ. Một, cái biết của tưởng tri, cái biết tưởng tri là không nó đó, là khi mà nghe người ta nói bắt đầu sao lập tức có ý nghĩ liền, có ý niệm liền, cái đó là tưởng tri của cái biết của cái tưởng tượng mà thôi à, cái tưởng của mình không à. Cái thứ hai là thức tri, cái biết của cái được đào tạo, được trang bị đào hoàng. Cái thứ ba đó là thắng tri, cái biết của người có kết quả thiền định, là dẫn đến các năng lực thần thông và thắng trí á. Cái biết cao hơn nữa là tuệ tri, à, cái là cái thấy như thật, à, nó là chánh kiến, trong bát chánh đạo nó là chánh kiến, à, trong cái thấy chỉ có cái thấy. Và cuối cùng là cái liễu tri, cái biết của bậc giác ngộ. Thì coi như là tất cả các trường đại học nó cũng chỉ có hình thành được hai cái đầu tiên là tưởng tri và thức tri thôi, có đúng không? Còn từ cái thắng tri trở lên, nó là do ai đào tạo ra? Do bản thân mình, do bản thân mình đào tạo ra. Mà mình cứ quần quần trong cái tưởng tri và cái thức tri, cái tưởng tri và cái thức tri, kẹt luôn đó luôn, nằm đó luôn, xong không đi đâu được hết, có đúng không? Quý vị coi lại có đúng không? À, có thông được chỗ đó không? Nãy giờ nói cái đó thông được không? Có ai ý kiến gì không? Có ai hỏi gì không? Nó có hiểu không? Sao nó ngơ ngơ ghê trời? Thiệt á, nó có hiểu. Nó không hiểu thì phải giảng thấp xuống, ghê giảng cái này cao quá là ngáp hết luôn, chết luôn á. Ông thầy vô nói thiệt á. Không hiểu thì nó không hiểu. Ông hiểu chỗ nào thì hỏi, không hiểu sao cả. Hiểu được không? Hiểu được không? Sao nó im lặng sợ dữ trời? Giảng lại hả? Giảng lại chỗ nào? À, chỗ nãy là chỗ nào? Trong này nó nhiều chỗ lắm. Trong này nó nhiều chỗ lắm, gì giảng chỗ nào? Cứ tự nhiên đi, trời đâu có chết chóc gì ai đâu. Chỗ nào? Bây giờ về mặt tâm lý có nghĩa là gì?
là sự phản ánh hiện thực khách quan bên ngoài thông qua các giác quan. Các giác quan nó sao chụp lại và nó lưu hình ảnh ở trên bộ não, được chưa? Và trên cái cơ sở đó thì con người ta có cách nhìn nhận, đánh giá các cái vấn đề, các ý nghĩa, các xúc cảm, tình cảm nó nảy sinh, các hiện tượng tâm lý từ đó bắt đầu, từ đó mà ra. Nhưng tâm lý con người có tính chủ thể ở chỗ do người ta sống ở những cái vùng miền khác nhau, lĩnh hội cái nền văn hóa xã hội khác nhau, được giáo dục theo những cách khác nhau, nội dung khác nhau, nên người ta lĩnh hội các giá trị khác nhau, dẫn đến người ta có cách nhìn nhận về sự vật hiện tượng đó không giống nhau. Sao cười? Nhanh quá hả? Nói hồi không biết nói gì luôn. À, vậy thì cuối cùng là gì? Là tâm lý nó được hình thành. Tâm lý được hình thành, được chưa? Đó là tức là về mặt cái và tâm lý nó thực hiện thông qua chức năng của bộ não. Như vậy, tâm lý không phải tự nhiên mà nó có, mà theo quan điểm này nó là từ thế giới bên ngoài được phản ánh đưa vào thế giới bên trong. À, đó đúng rồi, nhà mình đó là căn trần và thức, không có gì hết trơn á. Rồi, nếu xét theo cái tiến trình của ngũ uẩn thì các giác quan khi tiếp xúc mắt, tai, mũi, lưỡi, thân tiếp xúc với sắc, thanh, hương, vị, xúc, đúng không? Tạo ra nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức. Ba cái này dính lại sắc uẩn có phải hình thành không? Có đúng không? Ba đó dính lại nhau thì coi như là sắc uẩn hình thành. Mà nếu ba cái đó được tách ra, sắc uẩn bị phá. Vậy thôi. Mà nếu mà sắc uẩn hình thành thì chẳng đến tiếp theo là thọ uẩn. Mà thọ uẩn đó là cái cảm giác, cảm thọ. Không, chồng chất uẩn là sự chồng chất, cái này chồng lên dính một đống đó, rồi bây giờ tháo gần chết luôn. Đúng không? Và bây giờ mình cứ mình chồng lên chứ mình hay là mình tháo ra? Cứ chồng hoài chứ có ai tháo ra đâu. Chồng hoài lên. Không, bắt đầu hình thành tưởng uẩn, cái biết thông qua cái biết của cái tưởng tượng của mình, của cái tưởng của mình. Và cái tưởng này không, chồng lên nhau, chồng đủ thứ hết, tưởng đủ thứ hết, ngồi đây tưởng là chồng mình, vợ mình nó đi chơi với thằng nào con nào á, nó mới đau đầu. Tưởng ra chứ đâu. Ừ, tưởng hết hả? Con người mình có một cái cực kỳ giỏi trên cái thế gian này, đó là tưởng. Tưởng giỏi lắm. Cực kỳ giỏi, và chính cái này đem lại đau khổ nè. Tưởng hiện tại, tưởng quá khứ, tưởng tương lai. Ở hiện tại, lập tức khi mắt thấy sắc, lập tức tưởng liền ngay là thọ, xong là tưởng liền lại lập tức. Tưởng lập tức lấy trong kho chứa ra, tưởng trong quá khứ cái này nó là gì, à, đem so với lại cái thằng tưởng hiện tại đó, rồi tưởng tương lai, ngồi đó mà mơ về tương lai vẫn là tưởng như thường luôn đó. Rồi cuối cùng là hành, phản ứng, không phản ứng, chồng chất lên, dính lên. Rồi cuối cùng là thức uẩn, là tâm, hay là cái tâm lưu kho chứa. Mỗi một lần mà mắt thấy sắc rồi các giác quan tiếp xúc, ba cái nó dính chùm lại nhau, thì cái tiến trình này nó diễn ra không? Vì học nhiều thứ vậy là có phải tiến trình này theo tiến trình này không? Chứ theo tiến trình nào nữa? Chạy đường nào trật? Mà tiến trình của ngũ uẩn là tiến trình của luân hồi, chứ không phải giải thoát. Vậy mình đang đi đâu vậy? Mình đang đi đâu? Thấy đau khổ chưa? À, học tâm lý thầy nghiên cứu xong thì đi. Thì nghiên cứu sâu vô mấy cái này thì thấy cuộc đời nó ngộ. Tự nhiên có người ta gì cần làm không làm mà đi làm mấy cái thứ ngộ lắm, ngộ kỳ lạ lắm, đúng không? Nhưng nếu mà trong cái thấy chỉ có cái thấy sắc căn tách ra, trần thức tách ra đó. Nên trong bài kinh Đức Phật ngài dạy ông bà gia là trong cái thấy chỉ có cái thấy, trong cái nghe chỉ có cái nghe, trong cái biết chỉ có cái biết, và trong các thức trì chỉ có các thức trì, không có ông bà hay gia ở trong đó. Ông đắc A La Hán nghe tức thì liền phá cái này nè, phá sắc uẩn, lập tức nguyên tiến trình rẽ hết. Vậy thì đâu còn cái gì đâu để lưu đâu, học xong rồi quên hết luôn. Sao nó quên hết, không nhớ làm chi cho nó mệt. Thiệt mà, không tin hả? Hả? Ủa? Thầy nói bây giờ mà lên lớp mà đố mà thầy cô giảng mà thầy mà lọt vô lỗ tai thầy vô mà nhớ không đó, thầy không muốn nhớ là nó không nhớ. Thầy đâu, thầy chỉ nghe thôi chứ thầy có đâu có làm gì đâu, chỉ nghe bất động vậy thôi. Nghe có nhiều cấp độ, nghe chỉ nghe không thôi khác, nghe suy nghĩ phân tích, lúc này tâm trí đã chia làm 3-4 hoạt động rồi đó. Trong nghe chỉ có nghe, nghe đúng 100%, nghe chữ nào lọt chữ đó luôn. Quý vị hiểu chỗ này không?
hai cái này khác nhau ạ. Cái đó là chánh kiến, à cái đó khác ạ. Mà bây giờ nghe xong mà chỉ có nghe thôi thì nó phá cái thằng sắc uẩn rồi, đâu có trọng chất thì có gì đâu mà trọng. Nhưng có tách ba cái phần nó căng trần thức tách ra nhau, không cho nó dính lại nhau thôi chứ làm ăn gì nữa. Xong nguyên cái đám này rã, cái đám này rã thì cái đám này rã hết. Nên trong quán pháp đối với ngũ uẩn á, trong cái phần quán pháp của tứ niệm xứ á, là quán tới cái phần này nhiều người nó giỏi, đầu là nó quán tới thức, sau đó quán tới hành, tới tưởng, nó rút ngắn cái tiến trình này, cuối cùng riết là chỉ còn sắc, tới sắc là phá, sắc là phá, sắc là phá, vô ra, không còn gì hết. Hiểu được tiến trình này chưa? Đó. Dạ, mô Phật thưa thầy, lúc nãy thầy nói là chữ ràng buộc ấy ạ. Ràng buộc là thầy nhìn theo cái khía cạnh là chân đế hay tục đế, và thầy đứng ở cái chỗ không hay là có để thầy nhìn. Lúc nãy thầy nói một câu là nhìn sự vật như chúng đang, có nghĩa là nó nôm na như câu là nhìn sự vật như chúng đang là. Nếu mà nhìn sự vật như chúng đang là thì còn gì là ràng buộc nữa. Thì cái vấn đề thầy nói là lâu nay là mình đi ngược với điều của Đức Phật nói, thì cái chỗ đấy là ý của thầy như thế nào ạ? Nếu mà ba lần nay mình nhìn sự việc nó như nó đang là hết thì nó nằm ở chân đế rồi, chứ đâu có còn tục đế nữa đâu mà vướng bận. Ràng buộc là đang đứng, nó nói chỗ là mình đang hình thành cái ngũ uẩn nên mới ràng buộc. Ví dụ tôi học cái này sao hay quá, tôi chấp, tôi giữ cái này, tôi thích quá mà đồ, tôi nhớ không, tôi cất, tôi lưu trữ không, lưu kho chứa hả, vậy ràng buộc hay là giải pháp? Ràng buộc, chấp thủ, đúng không? Nhưng nếu mà nghe thôi, nghe ông nói kệ ông đi, ông nói xong rồi ông nói kệ ông, trong nghe chỉ có nghe thôi, như nó đang làm như sư cô nói, nó đang thực tại chân đế là chẳng có gì hết trơn à, nó có ràng buộc, có đúng không? Thông được chỗ này đúng không? Ờ vậy đó, nói là vậy đó. Qua được chưa? Qua ha. À hả, à. Hiểu không, hiểu không? Hay là vẫn chưa hiểu? Thầy giờ vui lắm. Bây giờ thầy đi dạy vậy là thầy làm biến lắm. Dạy khoảng vài người thôi, hỏi gì trả lời cái đó, rồi về làm đi. Xong lên đây ngồi nói chuyện tiếp. Chứ giờ là nói tha tha bất tiện, nó nhức đầu, nó mệt lắm. Rất là mệt. Bây giờ càng ngày nó càng làm biến. Mà có những cái thứ mà nó ngộ quá cũng dám nói, nó ra sợ thiên hạ nó ném đá chết cũng dám nói luôn. Tại vì mình đôi khi mình thấy nó đời nó có nhiều cái nó lạ lắm, mà mình nói thì nó nói mình điên khác người. Nó thôi kệ nó, mình thấy mình biết ai nào ai có duyên thì cứ nói chuyện, còn không có duyên chịu thua. Đó không? Đó thì bây giờ mình qua phần tiếp theo, chức năng tâm lý. Hiểu được bản chất các hiện tượng tâm lý rồi đúng không? Rồi. Tâm lý có chức năng gì? Thứ nhất đó là định hướng. Không. Thứ hai là điều khiển, kiểm tra, điều chỉnh. Có nghĩa là gì? À, nó hướng mình đến ý mà, ý dẫn đầu mà. Nên là nó hướng mình đi tới đâu là mình sẽ đi tới đó à. Thân đi đâu nó cũng đi tới đó à. Không. Thứ hai, nó điều khiển, điều chỉnh. À. Kiểm tra. Thực ra đây tất cả mọi thứ cái này là chức năng của bản ngã hết, chứ không có gì hết trơn. Vậy thôi, nó thẳng cầu dài cho nó nhanh gọn nhẹ. Chức năng của bản ngã hết, toàn bộ cái này là tâm lý là chức năng của bạn nghe hết. Định hướng mình đi theo hướng nào, điều khiển mình đi cho đúng, phải không? Kiểm tra xem thử là đúng không, và điều chỉnh lại cho nó đúng với lại cái định hướng đó. Đó là chức năng của tâm lý. Nhiệm vụ của tâm lý học gồm có: thứ nhất là nghiên cứu các hiện tượng tâm lý, thứ hai phát hiện các quy luật, rồi tìm ra cái cơ chế hình thành lên nó, rồi lý giải, dự đoán, dự báo. Chúng ta thấy ví dụ như là xét cái ví dụ như nó đâu có cần phải gì phức tạp đâu, chúng ta thấy cái hiện tượng mà trọng nam khinh nữ ở đất nước mình không? Có không? Người ta vẫn thích sinh con trai hơn đó chứ, có đúng không? Tại sao người ta thích sinh con trai hơn? Hả? Nói giỏi tông đường. Ủa chứ rồi mấy cái nước phương Tây nó không nói giỏi tông đường sao? Tại sao nó không thích sinh con trai mà nó là thích con gái hơn á? Tại sao? Tại sao con nước mình thì lại thích sinh con trai hơn? Con trai sau này nuôi, con trai sau này lớn lên nuôi cha mẹ, con gái nó lấy chồng chứ nó có làm được gì đâu.
Ủa chứ rồi cũng ngộ nha. Mấy đứa mới phương Tây nó con trai con gái gì lớn thôi nó đi trắc hết chứ có đứa nào ở nhà cha mẹ đâu, cha mẹ ở viện dưỡng lão không à? Thiệt má. Ừ. Vậy tại sao nó có sự khác biệt đó? Văn hóa Hồng giáo. Mình ở gần cái ông Khổng Tử này ở gần nên là mình ảnh hưởng vui lắm. 1000 năm đô hộ giặc Tàu, 100 năm đô hộ giặc Tây, 20 năm nội chiến từng ngày. Trịnh Công Sơn viết trong Gia Tài của Mẹ. 1000 năm đó, 1000 năm khi đem quân sang bên này là đốt sách và diệt văn hóa và diệt sạch hết. Còn cái gì nữa? Ghê không? Đồng hóa và tư tưởng. Và cái tư tưởng đó đâu phải của mình đâu. Rồi cuối cùng là gì? Nên là cuối cùng là ai cũng muốn sinh con trai, ai cũng muốn sinh con trai riết rồi cuối cùng là mất cân bằng giới. Con trai không chứ là có cô gái đâu. Bây giờ là các nước bắt đầu mất cân bằng rồi đó. Trung Quốc rõ ràng nhất, mất cân bằng, không có người nữ. Bắt đầu qua các nước lân cận Việt Nam lấy vợ. Rồi Việt Nam bây giờ cũng vậy đó, cứ tiếp tục vậy đó. Tại sao mà nó lại có cái hiện tượng đó? Tại vì cái do cái văn hóa nó bị ảnh hưởng và nó bị ảnh hưởng vì xâm lược dẫn đến văn hóa đó. Nó bị ảnh hưởng và văn hóa ảnh hưởng dẫn đến là gì? Tương lai là gì? Mất cân bằng giới là cái chắc. Mất cân bằng giới. Rồi con cháu mình ít bữa nó sang châu Phi cứ vợ. Mà châu Phi thì nó bị HIV/AIDS nhiều quá, nó chết cũng gần hết luôn. Rồi cuối cùng có đứa nào lấy sao? Thấy chưa? Đâu phải tự nhiên nó có đâu. Nên tâm lý người ta sẽ đi nghiên cứu các cái hiện tượng của nó, các cái quy luật nào nó ảnh hưởng đến cái đó. Đó có phải là một ràng buộc không? Đời này còn nhiều sự ràng buộc như vậy không? Ừ, con trai thì phải tam cương ngũ thường, con gái thì phải công dung ngôn hạnh tam tòng tứ đức, tại gia tòng phụ, cái gì đó, xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử. Nhiều năm đau khổ lắm chứ sung sướng gì, bây giờ vẫn vậy mà. Phải ràng buộc không? Đó cũng chỉ là tiến trình của ngũ uẩn chứ có cái gì trong đó đâu. Chứ cái gì trong đó. Và cứ như thế, lâu lâu chụp một cái là lâu, chụp một cái là lâu, chồng một cái là lại chồng một cái. Chồng riết cuối cùng không thấy mình đâu trơn. Không, sống vì ai chứ không phải sống vì bản thân mình đâu. Không? Đau khổ. Không? Đó, nên là tâm lý nó có một số cái nhiệm vụ như thế trong cái tiến trình mà phát triển cái khoa học này. Phân loại các hiện tượng tâm lý thì có thể chia thành thứ nhất đó là quá trình tâm lý, trạng thái tâm lý và thuộc tính tâm lý. Quá trình tâm lý là những cái hiện tượng mà tâm lý diễn ra trong một khoảng thời gian ngắn thôi, sự mở đầu, diễn biến, kết thúc rõ ràng. Ta lấy ví dụ, chú ý. À, xin lỗi, chú ý là nó thuộc về trạng thái rồi. Ví dụ như là cái nhận thức, ví dụ như là cảm giác chẳng hạn, ví dụ như là ta nhìn vào một cái sự vật hiện tượng nào đó, mắt ta tiếp xúc với sự vật hiện tượng đó, có cảm giác về sự vật hiện tượng đó, nhìn qua cái khác, lập tức cái đó mất đi. À, có cảm giác về sự vật hiện tượng khác, nhận tín hiệu từ sự vật hiện tượng khác. Cái đó là cái quá trình tâm lý ngắn. Trạng thái tâm lý đó là thời gian dài, diễn biến kết thúc không rõ ràng, ví dụ như là chú ý vào tâm trạng buồn. Cái buồn đến lúc nào không biết, miên man rồi đến khi nào đi cũng biết luôn, không rõ ràng. Cái đó là chú ý, cái là tâm trạng buồn. Thì cái đó thuộc về trạng thái. Thuộc tính là những cái ổn định, bền vững, khó hình thành, khó mất đi và muốn mất đi phải tốn một khoảng thời gian nhất định. Như vậy thì thuộc tính để hình thành nó không có dễ. Và khi tiếp xúc với một người cần phải tìm hiểu về thuộc tính của người đó chứ không phải là quá trình hay trạng thái. Đây là lý do tại sao khi mà mấy đứa nó yêu nhau là nó thường yêu nhau xong là nó cứ ngỡ là mấy đứa kia nó tốt đẹp, ai ngờ nó cứ về nó mới hóa ra là không phải vậy. Là tại sao? Là tại vì cái lúc yêu nhau á, nó không có cái thuộc tính đó mà nó cứ đi mượn mấy cái thuộc tính của đứa khác á, như là một cái quá trình và trạng thái để xài đỡ. Lừa tình mà, hàng trưng bày mà, phải đem ra hàng tốt ra trưng bày người ta mới lừa chứ. Chứ hàng xấu ai là bị lừa. Nên cái gì tốt đẹp nhất show ra, nhưng mà show ra cái đó không phải của mình. Đến khi về thời gian thì sao? Đâu có thể nào vỏ bọc hoài được. Cái bản chất nó phải lòi ra thôi. Đó là cái thuộc tính đó. Nên khi tiếp xúc với một người thì cần phải tìm hiểu về cái thuộc tính bản chất đặc trưng của họ. Đó mới là thuộc tính tâm lý. Không? Rồi còn nhiều cách phân loại khác thì cái này chúng ta xem thêm trong tài liệu ha. Không? Có nhiều cái, ví dụ như là
có ý thức chưa có ý thức, có hiện tượng tâm lý sống động tiềm tàng, có hiện tượng tâm lý là cá nhân hay là hiện tượng tâm lý xã hội vân vân, cũng là chúng ta đọc thêm trong tài liệu. Bây giờ có ai có hỏi thắc mắc gì không? Hồi nãy ngày buổi chiều nay nói quá nhiều thứ, nó đủ thứ trơn á. Bây giờ có ai thắc mắc, ai muốn hỏi gì cái gì liên quan đến trong cái buổi chiều hôm nay không? Thì lại im lặng nữa, lớp này sao mà im lặng nữa? Im lặng là có nghĩa là nó không có hỏi gì hết. Im lặng nó cũng có nghĩa là không có hiểu gì hết. Cái nào đấy? Không, giờ cái nào? Vị nào thắc mắc gì không? Dạ mong và thưa thầy, thì bây giờ con muốn hỏi một câu. Là hồi nãy thầy nói là nếu như mình chỉ nghe nghe mà mình thu nhận vô, có nghĩa là mình đang hình thành ngũ uẩn, là mình sẽ bị ràng buộc. Về vấn đề mà hồi nãy trong quá trình hình thành lên ngũ uẩn, thì nếu như bây giờ mình nghe mà mình chú tâm, hay là mình sự giờ có một cái quá trình để phân tích tách lọc hay là như thế nào đó, thì tức là mình đang thu nhập vô, thì quá trình ngũ uẩn đó nó hình thành, thì mình sẽ tạo nên cái sự ràng buộc của mình. Còn nếu như nghe mà chỉ nghe đơn thuần thôi, tức là chúng ta sẽ không hình thành nên quá trình ngũ uẩn đó, thì sẽ không bị ràng buộc, các sắc sẽ được phá. Vậy con muốn hỏi là bây giờ trong cái quá trình mình học như vậy, thì thầy muốn tất cả mọi cái học viên của chúng ta sẽ bị ràng buộc hay không bị ràng buộc? Cái này hỏi quý vị hỏi rồi này khó trả lời á. Quý vị không sao mà thi đậu là được rồi. Ủa, có sao đâu. Do người ta sống trong cái tương tác, trong cái ràng buộc của cái xã hội, thì đôi lúc chúng ta cần phải ràng buộc. Nhưng chúng ta ràng buộc, đôi lúc chúng ta cần đến nó thì chúng ta vẫn cứ xài bình thường thôi. Nhưng mà nhiều khi chúng ta không xài nữa thì chúng ta bỏ thôi. Học xong môn này thì trả hết lại cho thầy, khỏi cần giữ gì hết, chứ đâu nhất thiết phải mang chi cho nó nặng đâu. Ủa, thật má? Ai cản? Ủa, thầy nói thật. Mấy người nói chứ. Học xong là phải nhớ. Thầy đối với thầy ngày xưa khác, bây giờ khác. Bây giờ đi dạy, thầy cũng nhớ, hỏi người ta nhớ sao người ta nhớ được. Hỏi gì thì thầy trả lời cái đó. Còn bây giờ không nhớ thì mở sách ra mà coi. Ủa, cái đầu này đâu phải để chứa rác đâu. Đầu này đâu phải chứa rác đâu. Để là chứa những cái thứ khác tốt đẹp hơn. Thiệt mà. Nên quý vị cứ thoải mái học môn thầy Duy. Không nhớ bài cũng sao, miễn thi đậu là được. thầy đi học cũng vậy mà, thầy vẫn còn đang đi học mà, thầy vẫn học bình thường lên. Thầy giảng thì cứ giảng, thì thầy muốn nghe cái nào thì thầy nghe, còn thầy không muốn nghe thôi chứ ai làm gì thầy. Thử má, đó là quyền đó. Và bây giờ nếu mà muốn nhớ cái đó thì chỉ cần hướng tâm đến nó là nhớ thôi. Tại vì quý vị quen rồi, nếu quý vị thuần thục rồi thì lúc nào trong từng cái cử động đều có ba chi tinh tấn, chánh niệm, tỉnh giác. Thì xin lỗi quý vị, muốn đụng vô cái nào là cái đó chính xác, cái đó không còn cái nào khác ngoài cái đó hết. Mà nếu mà nó thực sự vậy thì nghe 100% thì chính xác 100% vậy thôi, đâu còn cái nào khác nữa đâu. Đó, nên là cần gì phải nhớ nhiều. Không, nói thật, nói về nó nói phi khoa học nhưng mà không phải. Này nó mới là đi đúng cái con đường mà giải phóng. Giải phóng càng nhiều càng tốt. Chứ không có ràng buộc. Học là giải phóng chứ không phải ràng buộc. Thật sự. Không mà nói nhiều người tối nay về đâu rồi khó ngủ. Hôm nay nói ngủ á, nói không giống ai hết trơn. Sư cô nắm được không? Hiểu được câu trả lời chưa? Có nghĩa là bây giờ muốn ràng buộc thì ràng buộc, mà muốn giải phóng thì cứ giải phóng, rồi miễn sao thi đậu là được. Vậy thôi. À. Xã hội người ta không chấp nhận điều đó là chuyện của xã hội. Ủa chứ sao vậy? Ủa, tại sao tôi bắt tôi phải theo xã hội? Ủa sao kia vậy? Có những thứ mà tôi sẽ phải sống trong tương tác của xã hội thì tôi theo cái quy định của xã hội. Nhưng trong cái nội tâm của tôi, trong cái đời sống của tôi, ủa tôi phải theo ai? Tôi không theo ai rồi á. Tại sao tôi phải theo? Tôi phải ràng buộc theo một tư tưởng nào đâu? À, không có ràng buộc gì hết á, không có gì phải ràng buộc hết. À, mình cứ thoải mái ha. Quý vị mà cứ cảm thấy mà
mà không nhớ cũng sao cả. Miễn là học được cái gì, thấy hay được cái gì và ứng dụng được cái gì thì cứ xài, còn không ứng dụng được thôi thì coi như chuyến đi du lịch thôi. Dạ qua biết tâm lý là cái gì, chức năng tâm lý nó làm sao, tâm lý nó có gì hay. Rồi được rồi, đến sau này khi cảm thấy cần tâm lý thì cứ lấy tâm lý ra mà học vậy thôi. Thầy nói nguyên đại tạng kinh thầy để ở nhà chứ thầy đọc có mấy bài à. Thiệt, có đọc hết đâu. Cho đến hiện giờ đọc mới có mấy bài à. Đọc gì để làm gì? Nặng đầu. Cười. Nói thật chứ không phải cười. Nói thật á. Nhưng mà nói vậy thôi chứ. Cô hỏi về đại học tiến sĩ nào? Đi chứ. Giờ đời nó bắt cô đi học thì phải đi học chứ sao. Đến lúc phải đi học thì phải đi học. Học xong cái thạc sĩ xong rồi thì học chuyên khoa. Chuyên khoa 2 năm. Hết năm nay là tháng 10 này là có thầy đại học cuối cùng nè. Tháng 10 này thầy học đại học cuối cùng là nguyên tuần á. Từ học, thầy học không có giống như quý vị đâu. Học là sáng thứ hai học, chiều thứ hai học, sáng thứ ba, chiều thứ ba đến chiều thứ sáu thi luôn. Không có học ôn đùa vậy đó. Không có chịu ôn đâu. Tay nó cho học vậy đó. Thi là thi. Vậy thôi. Thi xong rồi về. Vậy. Đơn giản. Rớt thì thi lại. Bình thường. Dạ chứ mà đợi thầy đi học ngộ lắm. Từ hồi giờ thi không có rớt. Chưa rớt mà. Đại học thầy không rớt môn nào hết. Đại học thầy không có rớt môn nào hết. Học đại học xong, tốt nghiệp loại giỏi xong, lên thẳng thạc sĩ học luôn tiếp luôn. Chứ không có rớt cái môn nào hết. Cô giáo nhà thì là sinh viên là bạn cùng lớp luôn. Là hai vợ chồng là có rớt môn. Cũng loại giỏi nhưng mà rớt môn. Phải thi lại môn. Còn thầy không có rớt môn nào hết. Nên nhiều khi đi học, nhiều khi thấy ép học trò học cũng tội. Tại mình đi học, mình học giả man quá. Ép chi? Ai không học học, ai không học học thôi chứ. Ép làm gì? Thấy ngộ không? Thấy ông thầy này cái đầu không có vấn đề không? Ép cũng được gì đâu. Ép đủ nặng đầu, giải quyết được gì đâu. Khổ, đời này đau khổ lắm rồi. Bây giờ cùng cứ ràng buộc bắt con người ta đau khổ nữa. Khổ quá chứ còn gì nữa. Không đúng hả? Ai hỏi gì nữa không? Không. Quý vị có hiểu được không? Hiểu được không? Lắc đầu rồi, chết rồi, tiêu rồi. Hả? Thực ra thì nó, nếu mà giảng có những cái nó hơi sâu và nó hơi khó. Nhưng mà không nhất thiết phải nắm hết cái đó đâu. Ai hiểu được thì hiểu, mà ai không hiểu được thì cứ nghe xong vô bỏ cũng được, không sao hết. Thiệt mà, thầy nói thiệt á. Còn cái nào nghe được thì cứ nghe. Thầy đọc kinh vui lắm. Không bao giờ tụng kinh. Nhà có kinh không bao giờ tụng. Muốn đọc cái chỗ nào thì cứ lật ra đọc. Đọc thôi, ngồi đọc. Đọc chỗ nào hiểu sao thì làm vậy. Còn không hiểu bỏ đó. Tính tiếp, từ từ tính. Vậy thôi. Vậy cho nó nhẹ cuộc đời. Nên học hoài, mới có mấy bài học chưa xong phải không. Ít bữa quý vị học viên cả mấy cuốn luôn, cho vài cuốn. Học chết luôn. Mà thầy có đặc điểm là học xong là phải làm, chứ học xong không làm không được, không học chịu được. Mà chỉ cần đúng một bài thôi mà thông được một bài thì thông nguyên đại tạng kinh. Vậy thôi. Vì thực chất nói cái kiểu gì cũng Đức Phật cũng ngài nhắm đến một cái, đó là giải thoát khổ. Thoát được cái đó, nhưng mà do nhiều tình huống, nhiều trường hợp nên phải dùng nhiều cách để diễn đạt. Nên chỉ cần chọn một thứ đúng cái tầm của mình mà phan một phát là xong. Không cần làm cho nhiều. Thôi, nói nhiều thôi, nói nhiều quá nó không hiểu gì nữa, nó khổ nữa, nhức đầu nữa. Mà phạt mình hồi hướng ha.